Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối điện thoại với một cái Wi-Fi Max Device nữa. Đó là cái cảm biến gọi là cảm biến khói, Smoke Sensor. Chúng ta sử dụng sản phẩm của hãng Neo và chúng ta vẫn xài cái app Smart Life. Và chúng ta cũng sử dụng cái app Smart Life ở trên đây. Chúng ta có thể tải từ Google Life Smart Life. Chúng ta mở lên, đây là giao diện của cái app. Chúng ta sẽ mở cái cảm biến khói này ra. Cảm biến khói thì gồm cái cảm biến khói, cảm biến chính như thế này và một cái hướng dẫn sử dụng. Chúng ta tháo cái cảm biến ra, gồm có cảm biến và một số cái ốc vít và cái miếng dán lên trần, nếu mà các bạn muốn dán cái cảm biến lên trần nhà. Đây là cảm biến chính, đây là cái nút reset như các bạn thấy. Chúng ta sẽ mở cái nắp ra. Cái nắp thì thiết kế khá là chặt nên các bạn có thể dùng vít đẩy về bên trái, đẩy theo chiều kim đồng hồ để lấy cái nắp này ra. Ok, chúng ta đã mở ra thì bên trong có hai viên pin như thế này. Sản phẩm mới thì chưa được sử dụng nên các viên pin được cách ly bằng các tấm và các miếng dán như thế này, các bạn gỡ ra. Ok, chúng ta sẽ thấy cái đèn chớp sáng nhanh liên tục như thế này, có nghĩa là cái trạng thái thiết bị lúc mới mua về. Và chúng ta có thể bắt đầu kết nối với thiết bị. Chúng ta mở cái áo Smart Light, click cho nút cộng để thêm thiết bị. Chúng ta không biết thiết bị đó là cái loại nào thì các bạn kéo xuống, chọn cái Wi-Fi connector thì nó sẽ tự động kết nối và biết được cái thiết bị đó là thiết bị gì. Chúng ta click cho Wi-Fi connector và nó yêu cầu các bạn là phải mở nguồn và phải làm cho cái đèn led của thiết bị này chớp sáng nhanh liên tục. Các bạn có thể click vào cái nút reset ở đây khoảng 7 giây, khoảng từ 5 đến 7 giây sao cho cái đèn led chớp sáng nhanh liên tục thì chúng ta mới có thể bắt đầu kết nối thiết bị. Lưu ý là trạng thái đèn led này có hai trạng thái, là trạng thái chớp sáng nhanh liên tục và trạng thái chớp sáng chậm. Các bạn phải để ý, hiện tại thì cái đèn led này đang chớp sáng chậm thì các bạn click vào nút reset khoảng 5 giây để sao cho cái đèn led chớp sáng nhanh liên tục. Đây, đèn led đang chớp sáng nhanh liên tục nghĩa là nó đang vào cái trạng thái reset và đang chờ kết nối với mạng wifi, và chúng ta click vào confirm indicator rapid click link. Chúng ta muốn kết nối cái thiết bị này với cái mạng wifi nào thì đầu tiên là cái điện thoại của các bạn á, phải kết nối cái mạng wifi đó trước. Ví dụ hiện tại chúng ta muốn kết nối cái thiết bị này với cái mạng wifi FPT Telecom thì các bạn phải kết nối cái điện thoại này với cái mạng đó đầu tiên. Thì chúng ta sẽ điền cái password của cái mạng wifi đó vào đây và click vào confirm và đợi thiết bị kết nối với cái mạng wifi của chúng ta. Lưu ý là các thiết bị này chỉ hoạt động với cái mạng wifi 2.4G nên nếu mà các bạn có những cái modem router cao cấp dạng 5G thì sẽ không xài được, các bạn phải mua cái modem wifi 2.4G. Đây là một số hạn chế của nó, thì tương lai có thể sẽ update lên những cái firmware mới để cho nó có thể hoạt động được với cái mạng 5G luôn. Thời gian kết nối thì tùy thuộc vào số lượng thiết bị của các bạn đang kết nối với cái mạng Wi-Fi. Nếu mà càng nhiều thiết bị kết nối với cái mạng Wi-Fi của bạn thì thời gian kết nối nó sẽ lâu hơn. Các bạn thấy đèn led vẫn chớp sáng nhanh liên tục, có nghĩa là nó
vẫn chờ để kết nối với cái mạng wifi của chúng ta thì có thể tốn thời gian từ 15 đến 30 giây hoặc là ngay cả 1 phút để thiết bị này kết nối với cái mạng wifi của chúng ta. Sau khi đèn mà ngừng chớp sáng nhanh liên tục và chuyển sang chớp sáng lên một cái thì nghĩa là kết nối đã hoàn tất. Chúng ta sẽ click vào chữ complete. Đây thì cái giao diện màn hình của cái cảm biến khói như thế này. Hiện tại thì mình test trong phòng không có cháy nên dĩ nhiên là nó sẽ không có âm thanh cảnh báo gì về với điện thoại hết. Chúng ta chỉ sử dụng chai thôi. Ở đây sẽ cũng sẽ có ba cái nút. Thứ nhất là cái battery bên tay phải của bạn, có nghĩa là cái pin, trạng thái của pin. Hiện tại thì nó chưa hết pin nên nó vẫn còn một cái cục khá là nhiều, khá là đầy. Ở giữa là nút nó thì có nghĩa là bạn click vào nó thì đây sẽ có hai cái trạng thái bạn sẽ muốn nhận cái cảnh báo về. Ví dụ nếu các bạn muốn nhận cái báo khói thì các bạn click vào để cho nó hiện thị lên màu xanh, có nghĩa là đã kích hoạt cái trạng thái nhận cái báo khói, hoặc là trạng thái mà khi nào chuẩn bị hết pin của cái thiết bị này, low voltage, đó, các bạn set lên thành màu xanh để các bạn nhận được cả hai cái cảnh báo đó về điện thoại của các bạn và click vào done. Và cuối cùng là cái nút history, nó sẽ hiển thị lên tất cả các lần cảnh báo của các bạn. Hiện tại thì chưa có cảnh báo nào nên nó sẽ trống trơn như thế này. Ok, chúng ta sẽ click cho back thì nó sẽ có một cái cảm biến gọi là smoke sensor, các bạn click vào là cái giao diện mà các bạn đã mới vừa xem. Các bạn có thể click vào ở trên đây để có thể thay đổi cái tên của thiết bị. Click vào cái device name thì các bạn chọn cái tên, muốn đặt cái tên gì cũng được. Sau đó nút nhấn nút save, không thay đổi gì thì các bạn nút nút cancel. Ok, ở dưới đây thì các bạn cũng có thể click vào cái nút remove device để xóa cái device đi đó từ tài khoản của bạn. Và một số các tính năng khác, ví dụ như share device. Hiện tại thì chúng ta chưa có share cái device này cho bất cứ người nào nên nó sẽ trống trơn như vậy. Nếu mà muốn share cái device này cho một số cá nhân khác thì các bạn click vào cái add sharing và chọn cái số điện thoại hoặc cái email của cái người mà bạn muốn chia sẻ cái device này để nhận được cái cảnh báo này cho họ. Không thì thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Thì các thiết bị này thì các bạn có thể mua trực tiếp tại trang web www.gontech.vn hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 090 805 5080. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.